ơn quý vị đến với chương trình Cao Cốt. Cảm ơn quý vị đã xem đón xem chương trình. Xin lỗi quý vị đã chờ thời gian bị cảm, nhưng mà không có được bỏ qua được cái đại tài này. Thì hôm nay có cái dinh vụ thì một lần nữa được mời những người khách mời này đến. Khó mời lắm, cho nên hôm nay dù cho cảm cách mấy cũng phải mời đến. Xin hai em và anh Ray đây giới thiệu đến quý vị khán giả. Dạ, chào quý vị khán giả. Diễm rất vui khi quay lại chương trình này. Chào quý vị khán giả, mình tên là Trinh. Hôm nay lần đầu tiên mình đến với chương trình này. Ray. Yes, I'm Ray Moylanen, back again for another show with my wife and her friend, and of course Chelsea. Nhưng mà Chelsea mình nói không rõ thì nhờ hai em đây chắc nói lại thêm một lần nữa cho quý vị nghe. Thì hôm bữa mình có nói về Việt Kiều về Việt Nam, cưới vợ Việt Kiều Mỹ. Thì lúc đó mình chưa có nói hết. Thì bây giờ nhờ Kiều đây nói tiếp về những gốc khuất. Chương trình trước là em tụi em chỉ nói về là ha, làm sao gặp nhau rồi quen nhau như thế nào. Thì chương trình này thì chắc nói về khi mà em sang Mỹ sống, cuộc sống ở bên Mỹ như thế nào. Là lúc đầu qua thì cũng rất là, em cũng không có khó khăn gì nhiều, nhưng mà tại vì em cũng may mắn là qua đây là cũng ngay cộng đồng người Việt nhiều, nên thức ăn thì cũng không có khó khăn. Mình cũng vậy, mình cũng mới đến Mỹ được năm nay là năm thứ hai. Mình có gia đình, cha mẹ, anh em ở đây, cho nên mình qua thì cũng có sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè cũng nhanh tiếp thu với cuộc sống ở đây. Trinh cưới chồng Mỹ hay là chồng Việt Nam? Hồi đó thì mình có chồng người Nhật. Lúc mà đi qua đây, cái trường hợp nó khó như thế nào? Cũng không khó gì, tại vì mình qua đây là theo dạng mẹ bảo lãnh. Khi bây giờ qua đây là một năm rồi. Năm này là năm thứ hai rồi. Cái sự khó khăn đó như thế nào? Nói với Kiều, cũng biết là hai cái hoàn cảnh nó khác nhau. Nhưng mà Kiều cũng mới qua thì cũng 2 năm. Thì cái vụ lái xe, rồi đi học, cái tiếng Anh mình như thế nào? Lái xe thì qua một năm đầu giống như là em chỉ ở nhà thôi. Rồi cũng học tiếng Anh sơ sơ. Rồi nhưng mà em cũng may mắn là chồng em cũng thương em. Nên em cũng có nhiều người bạn bè đồ này kia cũng sợ là qua đây là lỡ là bị lừa gạt hay gì đó, qua đây chồng không thương. Nhưng mà em cũng được may mắn là chồng cũng rất là thương, rất là lo lắng cho em. Nên năm đầu giống như là chỉ ở nhà, ăn ở không. Rồi đi học, học nail, học làm nail. Ray, thank you. Yeah, it's gonna be hard for me to translate. But how is it during that time that you have to support her for driving, taking her to work? And, first you know, how is it? Is it annoying? No, not at all. I'm actually, in the beginning, the owner of the nail shop would pick her up in the mornings, and then I would pick her up in the evenings, because I go to work usually 5:30 in the morning, so I can't drop her off at the nail shop that early, so the owner would pick her up. And then when she got her license, she was driving herself. It took a little while for her to get comfortable driving by herself. But now she's a better driver than I am. Rất là dễ thương. Kiều thông dịch giùm luôn đi. Chồng em nói là lúc mà em mới qua là em không có đi, em lấy bằng nail nhưng mà vẫn đi làm nail mà chưa có biết lái xe. Sau đó thì chị chủ thì rước em đi làm, chiều tối về thì chồng em đón em đi về. Nên nó cũng không có cái gì mà khó khăn lắm đối với em. Sau khi mà lên show kia trước á, những người gặp em ở ngoài, có ai nhớ ra hay có ai nhìn ánh mắt khác hay không?
Em cũng không biết gì. Mình cũng không để ý lắm. Nhưng mà em thấy dạo này người ta nhìn em còn cái ánh mắt mà giống như là ánh mắt màu không? À không, cũng không nhiều. Đó hơn à? Dạ. Có thể coi show. Còn ở đây trên cái quá trình mà chào người Nhật là Việt Kiều Nhật hay là quen ở bên Việt Nam? Ngày xưa anh làm ở bên Việt Nam á, rồi đi qua bển cưới mình đi qua Nhật. À, chồng chỉ là người Nhật luôn. Nhưng mà người ta có nhìn khác nhau khi mà người vợ của người Nhật là người Việt Nam? Không, tại vì cùng Á Châu nhau. Dạ. Trong gia đình mình cũng không có gì hết, mọi người đều tốt hết, không có kỳ thị gì hết. Vậy nói tiếng Nhật được không? Cũng giỏi. Chào bằng tiếng Nhật. Cho nên cái sự khác biệt ở đây á, là tôi là cưới chồng khác, không phải người Việt Nam với nhau. Nhưng mà em đi may mắn cái là cưới người chồng, người ta nhìn không biết, tại Á Châu với nhau nhìn là mình cũng nhìn biết Việt Nam, Nhật hay là người Hàn Quốc thì nó dễ hơn. Còn ở đây kêu đặc biệt là nhìn vô là biết người Tây. Cái góc khuất nó lớn lắm. Thì mà khi mà hôm bữa đó mà Chelsea đi làm ở Nordstrom's, có một chị khách mà đang tới thì chị nói chị nhớ ra em làm trên làm trên talk show. Thì có chị có coi cái chương trình mà nói về Kiều ở đây. Thì chị khen, chị nói chị rất là thích vì Kiều rất là thật thà. Và anh chồng rất là hiền. Thì nó được một cái nó rất là dễ thương, một cái mà ủng hộ. Thì bây giờ Kiều có thể kể thêm cũng mấy cái câu chuyện hay là trên ở đây kể cho quý vị nghe những cái góc khuất mà cưới chồng không phải là người Việt Nam. Dạ. Của em thì không có khó khăn gì lớn lắm, tại vì chồng em thì ảnh ăn đồ Việt Nam được. Nên đối với em thì em không có ăn đồ Mỹ nhiều được, nên thành ra tụi em đi ăn đồ Việt Nam không. Dạ. Nhưng mà cũng may mắn cho em rất là nhiều, đó là ở trong cái cộng đồng người Việt nhiều nên thành ra đồ Việt Nam nó không có thiếu gì hết, nên ăn thoải mái. Cái gì mắm? Mắm. Mắm. Nước mắm. Mắm. Yeah. Nhưng mà những cái món đó là ăn sau khi cưới Kiều hay là trước khi đó đã biết ăn rồi? Trước khi đó đã biết ăn rồi. Ảnh có thể ăn bún mắm được. Việt Nam. Còn Kiều ở đây ăn sushi hay là ăn phở? Chồng á? Chồng ở đây thì thỉnh thoảng cũng đi ăn sushi, rồi cũng ăn đồ Việt Nam được. Cho nên là rất là dễ, muốn ăn gì thì dễ quá ha. Hai người đây rất là may mắn để mà có người chồng mà chịu ăn những món Việt Nam. Đây, món Việt Nam của mình là phải nói là trong những cái mà người ta kinh tởm là nhiều mắm, không ai hiểu hết á. Rồi mình ăn tàu hũ với là mắm nêm thì Mỹ nhìn vô nó mà ăn cái gì vậy? Nó có mùi nặng lắm nên ra người ta sợ. Còn cái lúc mà mới qua em cũng hay nấu ăn, nhưng mà nấu ăn đơn giản thôi. Giống như cái món gì của người Việt Nam mình á, mình nấu mình nêm nếm mình đều bỏ nước mắm hết. Cái chồng em mới nói là ảnh đi qua chỗ làm á, nói với mấy cái người đồng nghiệp gì của ảnh á là vợ tao á, nó ăn cái gì nó cũng bỏ nước mắm hết trơn. Ngay cả nó uống sữa nó cũng bỏ nước mắm vô. Nhiều khi là vậy. Yes. Nhưng mà nói được cái là hương vị Việt Nam. Dạ. Yeah. Có nhiều người giống như cái chuyện hôm bữa đó là có người cưới chồng Mỹ nhưng mà không chịu ăn đồ Việt Nam, chê đồ Việt Nam. Remember like the story, someone who married an American man and he said the Vietnamese food is nasty, not the right taste. So kiểu đây rất là hạnh phúc để mà có một người chồng mà chịu ăn món Việt Nam. Ở đây Trinh cũng vậy. Rồi mình nói tới con cái thì sao? Sau này đẻ con ra mình sẽ có dạy tiếng Việt Nam không? Hay là mình chỉ dạy tiếng Nhật rồi đi theo tiếng Mỹ thôi? Thì mình cũng cố gắng ở nhà nói với mấy cháu bằng tiếng Việt. Mình hy vọng là nói được tiếng Việt với lại tham gia cộng đồng Việt Nam để hiểu thêm về Việt Nam của mẹ của mình.